dây dây vậy đó. À, nó nhiều khi nó tập trung hình như một cái bông luôn á. Em có quay cái video đó, rất là thích, luôn. Vậy thì anh thấy từ hồi nhỏ là sầu riêng sáu hũ đã cộng sinh với cái cây rất là tốt đó anh hả? Cái gốc đó. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Lời đầu tiên thì Oanh xin phép được cảm ơn quý bà con chúng ta đã luôn luôn yêu thương Oanh cùng với đội ngũ của mình. Hiện tại bây giờ Oanh đang đứng ở tại cơ sở sản xuất cây giống của siêu thị cây giống Willow Farm, ở đây gọi là vườn ươm nha bà con nha. Và hôm nay thì Oanh xin phép được đến với quý bà con chúng ta trong một chuyên mục chia sẻ cụ thể về cây sầu riêng sáu hũ. Bà con cũng biết là trong nhiều video khác Oanh đã đi vườn, Oanh cũng đã chia sẻ với bà con chúng ta cụ thể về cây sầu riêng sáu hũ thì nó sai trái như thế nào, ăn ngon ra làm sao, và cái ở trong lòng, cái định vị ở trong lòng của người tiêu dùng cuối cùng ở sầu riêng sáu hũ là một loại sầu riêng made in Việt Nam, tức là sầu riêng có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam nhưng rất là ngon. Bên cạnh sầu riêng ri sáu hay sáu ri thì có sầu riêng sáu hũ nữa nha quý bà con nha. Và để bắt đầu từ cội nguồn, chúng ta phải biết về cái cây giống như thế nào, sản xuất ra làm sao, rồi nó cần thời gian bao lâu để mà nó sinh sôi, sinh trưởng phát triển và cho chúng ta những cái trái ngọt đầu tiên. Thì Oanh xin phép hôm nay được chia sẻ chúng ta về cái quy trình sản xuất cây sầu riêng sáu hũ. Bà con thấy đằng kia có cái máy không? Đang đào ấy để tạo cái giá thể đó bà con. Chút xíu nữa Oanh sẽ quay cụ thể với bà con chúng ta. Và ngày hôm nay bên Oanh sẽ có một cái gương mặt nông dân giỏi của tỉnh Vũng Liêm mà qua Bến Tre. Xin chào anh Trương. Anh Trương là một trong những cái người anh rất là xuất sắc trong quá trình sản xuất và gọi là vận hành cái mô hình sản xuất của siêu thị cây giống Willow Farm. Và con cũng biết một tháng như vậy là bên Willow Farm cung cấp cho toàn quốc số lượng cây giống rất là lớn luôn. Và anh Trương điều hành rất là nhịp nhàng, cụ thể với các chuyên viên để kịp thời cung cấp cây giống của bà con chúng ta. Thì ngày hôm nay thì anh cũng đang chăm chút cho những cái cây sầu riêng sáu hũ của mình. Anh đang làm gì đó anh ơi? Anh lặt trồi rừng á. Lặt trồi rừng hả? Sao rừng nhiều như vậy? Ví dụ như mình xiên á, mình lặt sớm á. Dạ. Thì nó ít có bị sần sùi hơn. Dạ. Nhưng mà những cái gốc mà trồi rừng nó lú như vậy nè, là cái bộ rễ cám ở dưới nó rất là mạnh. Bằng chứng là cái bo cũng rất là mạnh đúng không? Bo nè, mới có là dở cái mí lưới ra nè. Bắt đầu là cho xả nắng từ lúc bẹ nè. Mình xả nắng mình nuôi luôn nè. Dạ. Rồi. Tức là cây không sợ bị sốc mà cho chơi luôn. Nắng ngày cũng khá là gắt ha. Lúc đầu thì nó cũng hơi sương sượng nhưng mà nó quen rồi á thì nó phát triển rất là mạnh nè. Dạ anh ơi, đây là cái lô sầu riêng sáu hũ lúc trước là em thấy mình có ghép cho những cái khách hàng dự án của mình, rồi một số quý bà con chúng ta cũng đang rất là quan tâm tới cái quá trình sản xuất cây sầu riêng sáu hũ cũng như những cái đặc tính của bạn ấy, thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái bạn sầu riêng sáu hũ này ở góc độ chuyên gia được không anh? Đó là cây giống anh thấy nó phát triển sao, rồi anh thấy nó mạnh không, nó khỏe không, rồi khi mà ra môi trường mình cũng đã quan sát trong nhiều năm nay rồi thì anh thấy nó như thế nào ạ? Nghiêng về cái góc độ của anh á thì anh đúc kết kinh nghiệm bao năm nay thì anh thấy là cái sầu riêng sáu hũ này nè là trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây á thì những quý bà con, quý khách hàng đó có đi mua sáu hũ ăn á, thì mới phát hiện được là sáu hũ ăn á, rất là ngon mà giá thành thì nó cũng rất là cao. Em bữa họ mới mua 245.000 ký á. Là thật sự là trong vòng 2-3 năm nay thì những thương lái lại vườn á là họ mua sầu riêng sáu hũ á, mua một lần là trọn gói 2-3 năm luôn á. Mua trước á anh? Mua trước. Ồ. Giá thì cũng ổn định á, giá cũng cao. Rồi. Trong quá trình khi mà anh ghép cái sầu riêng sáu hũ này từ cái, tức là mình trước giờ mình đóng bo, mình sản xuất theo cái quy trình của mình cũng nhiều loại sầu riêng như Lacton, Musakin, Thái Ri, chuồng bò đồ này kia đủ các loại hết, thì anh thấy về cái sức sống đó anh, thì anh thấy hàng sáu hũ á nó phát triển từ lúc cây giống á nó sức sống nó mạnh không? Tại hàng nào nó mạnh là mạnh từ nhỏ. Đây cái em dòm thấy những cái mầm chồi mà mới lú của sầu riêng sáu hũ nè. Sầu riêng sáu hũ á, phát triển rất là mạnh nên em có lợi những cái cây mà sầu riêng mà tuổi thọ 10 năm, 20 năm của sáu hũ đó. Trời, tay chi dữ lắm. Thì em thấy là cái chi cành đầu ra rất là đều mà nó lại cho trái chùm nha, đậu là trái chùm, chùm 5-7 trái luôn á. Mà công nhận là sầu riêng sáu hũ hay nó đậu thành chùm mà một chùm, tức là một cái cuốn như vậy là 5 năm 6 trái rồi đó anh, mà em thấy kế bên sát bên luôn là nó ra trái tiếp tục một cái chùm khác chứ nó không có bỏ khoảng giống như sầu riêng ri hoặc sầu riêng thái. Nên nó hay vậy đó.
làm như là nó kéo dây dây vậy đó. Nó nhiều khi nó tập trung hình như một cái bông luôn á. Em có quay cái video đó, rất là thích luôn. Vậy thì anh thấy từ hồi nhỏ là sầu riêng sáu hữu đã cộng sinh với cái cây rất là tốt á anh hả? Cái gốc rất là tốt đúng không? Cái này anh cho xả nắng rồi mấy ngày nữa anh mới vô bậu. Cái này là tầm có khoảng một tuần nữa là anh sẽ vô bậu. Một tuần nữa nè. Một tuần nữa là bắt đầu là mình sẽ vô bậu. Tại vì đợi này mới có dở cái lưới ra thì có chừng khoảng ngóc lên. Tuần nữa thì anh ấy sẽ ngóc lên cỡ tầm này. Cỡ tầm này là mình mà là vô bầu rồi nè. Cái thời điểm vô bầu nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của cây giống không anh? Cái vô cây giống khi mình vô bầu á là mình vô cái sa chế sơ dừa trấu với đất đỏ nó vừa tầm, với là cái cây nó vừa đúng thời điểm thì cái cây nó phát triển tốt nhất. Đúng thời điểm nha. Vậy thì mình cũng có nhật ký, mình quan sát rất là kỹ cho từng loại cây rồi, nên là mình mới tự tin mình biết là thời điểm nào mới vô tốt nhất đúng không anh? Cái đó là cái kinh nghiệm nhiều năm thất bại mới rút được kinh nghiệm. Cũng trả giá nhiều ha. Theo anh thấy thì sầu riêng sáu hữu khi mà anh đã ăn rồi đó, em cũng đi vườn rồi cũng nhiều lần là bên các cái nhà cung cấp mà đưa cây đưa trái cho mình đó, anh ăn rồi anh thấy so với những cái loại sầu riêng khác trên thị trường như mu thái rồi lét thon rồi ri sáo đồ này kia, thì anh có sự cảm mến riêng gì với bạn sầu riêng sáu hữu không? Nói chung là tất cả các loại sầu riêng á thì ở Việt Nam, ở nước ngoài thì hầu như là đều ngon, nhưng mà nó sẽ phù hợp với khẩu vị của từng người. Nhưng mà riêng về anh á thì cũng hỏi ý kiến cũng một số đông á, thì sầu riêng sở hữu á ăn rất là ngon có độ béo và độ vị đặc trưng riêng ảnh sầu riêng Việt Nam, nhưng mà ảnh so với những cái loại khác thì cũng là có một cái giá trị rất là đặc biệt. Ảnh ngon á, nhưng cái hộp của ảnh á thì nó cái độ lép thì nó ít hơn, nó cũng nhưng không lép nhiều ha. Đúng rồi đó, nhưng mà cái cơm của bạn ấy ăn vô tới đâu thì chạm tới đó. Rồi ăn có độ nghiện ăn có độ nghiện chạm tới đó. Lần đó là em nhớ lần đó là em dậy hơi trễ xíu, tại bữa trước đi công tác là đang đói bụng mà gặp cái sầu riêng sở hữu mà mình đã sợ nhiều loại sầu riêng, mình ăn nhiều quá rồi đó, rất là sợ. Nhưng mà khi mà gặp trái sầu riêng sở hữu nó bé bé, trái đó tầm khoảng ký 2 á, mà em ăn một mạch là em ăn hết luôn á, ăn mà bất chấp mập luôn á trời, là em thấy hình như cái sức cai nghiện trong đó có cocaine hay là có đá gì đó ha. Nên thành ra ăn cái mình ăn nuốt luôn trái sầu riêng, muốn ăn xong muốn ăn nữa mới ghê chứ. Hầu như là mấy năm nay á là riêng về những cái nhà vườn ôm cây giống á thì cái trái sở hữu á họ cũng ít được ăn lắm, tại vì cái thương lái đã bao tiêu hết rồi, không bán ra thị trường ngoài được đúng không? Nó có bao tiêu chủ yếu tập trung Sài Gòn. Khi mà anh thấy về tiềm năng của cây sáu hữu này nó như thế nào mà anh trong quá trình sản xuất là anh lại tự tin là anh tư vấn cho các cái nhà vườn cũng như chủ đầu tư trồng cây sáu hữu này nhiều như vậy? Thì anh nghĩ như vậy nè, sầu riêng á thì khi mình ăn mình cảm nhận được cái độ ngon, mà cái độ ngon của cái sầu riêng đó có cảm giác gây nghiện, hoặc là mình ngon mà mình ăn nó không có ngán. Rồi khi đó mình thấy được ngoài cái yếu tố đó, mình thấy được cái năng sức của sáu hữu á, thì cái tỷ lệ á là rất là dễ đậu. Đậu cái sầu riêng mà đậu một chùm 5-10 trái thì thật sự ra giờ mới rất là đẹp . Em thấy sáu hữu có một cái đặc tính là rất là thương con. Nó chạy đọt mà nó không rụng á, nó mới ra chùm vậy đó. Thì nói chung là sáu hữu á, ghi sáu sầu riêng Việt Nam mình thì rất là dễ đậu có đặc tính rất là thương con. Cảm thì từ cái chỗ mà ngon vậy đó nên với mình làm theo kiểu trái cây sạch đó thì mình nghĩ cái thị trường của nó sẽ rộng mở ha, sẽ rộng mở. Cảm ơn anh Trương rất là nhiều. Đằng đây thì có học anh đang quay cái máy nè, anh Trương có thể chia sẻ chút xíu về cái quy trình này như thế nào khi mà anh sản xuất cây giống, khi mà Willow Farm chúng ta có cái điểm gì đặc biệt khi mà sản xuất cây giống sầu riêng không ạ? Để cho bà con chúng ta hiểu rõ hơn. Anh chơi luôn cái máy cài luôn, máy này nhà ba em có bán nha mọi người. Đây, ở đây là khi mình trộn là cái cách mình làm để cây sầu riêng con mà cho phát triển tốt á.
thì mình sẽ trộn trấu sơ dừa và đây là đất đỏ Ba Giang, ba thể loại này chính. Rồi mình sẽ cho cái tỷ lệ tùy theo cái thời tiết của mưa nhiều hay nhiều là nắng nhiều, để mình cho trấu nhiều hay trấu ít. Và đặc biệt là đây là cái đất đỏ, là mình giá thể này là mình sẽ trộn đều lại, rồi bắt đầu là mình sẽ cho máy đang xới cho đều, rồi xong rồi mình vô bầu, rồi mình còn cho nó làm theo cái kỹ thuật nó vẽ bầu á. Thì cái cây nó sẽ rất là chất lượng. Tức là cái thằng lô sở hữu hồi nãy nó gần tới cái thời điểm mà mình vô bầu rồi, nên là bắt đầu giá thể anh phải sổ ra để anh trộn trước đúng không? Đúng rồi. Cái này là anh làm tuần sau nữa là anh vô nè. Đó, anh cũng đổ một hơi hột hết. Chút xíu nữa cho em mượn em chạy thử coi em chạy nổi không nha anh. Không dám cho mượn. Hello em. Rồi, cảm ơn Trương rất là nhiều. Hồi nãy giờ cũng đã được nghe anh Trương về cây sầu riêng sáu hữu, và thật sự với cái người mà đam mê trái cây giống như quanh ăn sầu riêng sáu hữu, anh bị nghiện thiệt mà con. Sợ mập dữ lắm mà ăn sầu riêng riết là tăng 8 kg luôn, tức là hy sinh thân mình để mà thử sầu riêng, thử rất là nhiều các loại sầu riêng, từ sầu riêng sáu hữu, sầu riêng Musakin, sầu riêng Red Thorn, sầu riêng Thầu Xuyên, thậm chí những cái loại sầu riêng Thái mới nhập về từ những cái nhà thương mại thì quanh cũng thử để quanh có thể tìm ra được cái loại sầu riêng ngon và chia sẻ với bà con chúng ta. Và sáu hữu là một trong những loại sầu riêng như vậy. 9 người 10 ý, thiệt sự nhiều khi 9 người tới cả 100 ý luôn cũng có nữa, nên không có thể nào một loại sầu riêng có thể đáp ứng được hết cái nhu cầu thực khách, nên là chúng ta sẽ chia ra có sầu riêng sáu hữu, sầu riêng Red Thorn, sầu riêng Musakin, sầu riêng Thái, sầu riêng Ria và Cờ ha, để chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Nơi nào cần là chúng ta có, đúng không ạ? Cảm ơn quý bà con một lần nữa và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Rồi chúng ta có thể thảnh chạy rất là miệt mài và ướt hết mồ hôi luôn nè bà con nha. Cảm ơn quý bà con, đó mồ hôi của những người sản xuất cây giống. Và quanh cũng rất là thấu hiểu về những giọt mồ hôi của quý bà con chúng ta, nên chúng ta sẽ trân trọng nhau từng giây phút một chúng ta được cộng sự với nhau trong cõi đời này. Cảm ơn và hẹn gặp lại.